Xin chào các bạn, những người yêu mến Lenovo ThinkPad. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho mình rằng lựa chọn chiếc ThinkPad nào đặt đầy đủ những tiêu chí như mỏng nhẹ, đời mới, lại được trang bị đầy đủ những cổng kết nối cao cấp nhất như là Thunderbolt 3 hay là Type-C, nhưng cái mức giá của nó lại không quá mắc như X1 Carbon. Một câu hỏi thực sự là hóc búa đối với mình, nhưng hôm nay mình đã có câu trả lời cho các bạn. Đấy chính là chiếc ThinkPad X280. Điểm qua một chút về hình thức, X280 là một dòng laptop có màn hình nhỏ, chỉ 12,5 inch, nhưng do cái viền màn hình được thiết kế một cách dày bản, thế nên có lẽ nó phải tương đương với những chiếc máy 13.3 inch mà có viền mỏng cho tới siêu mỏng ở trên thị trường hiện nay. Vâng, một kiểu thiết kế phải gọi là khá là lỗi thời. So với lại những chiếc Ultrabook mỏng nhẹ ở trên thị trường thì đa phần nó có một cái thiết kế về màn hình từ mỏng cho đến siêu mỏng để cho chiếc máy nó có một cái tổng thể nhỏ gọn hơn. X280 cũng là một Ultrabook cao cấp, chắc hẳn nó có lý do riêng để làm như vậy. Lý do là gì? Các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay cùng với mình để có câu trả lời cho chính mình nhé. 1,1kg là cân nặng cho chiếc máy này. Nó sẵn sàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở trong cùng phân khúc, nhưng cảm giác cầm rất là đầm tay và chắc chắn. Là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ, nhưng khi cầm vào cho mình một cái cảm giác khá là nồi đồng của đá các bạn ạ. Nó rất khác so với những chiếc Ultrabook mỏng nhẹ ở trên thị trường. Khi mà sử dụng thì mình cần phải nâng niu từng chút một, sợ nó xước, sợ nó móp. Thì khi sử dụng X280, mình đã quên đi cảm giác đó. Mình sử dụng máy thoải mái hơn và tập trung vào công việc nhiều hơn là cái việc suốt ngày phải gìn giữ máy. Hai phần bản lề của máy cũng rất vững chắc, độ mở tối đa của màn hình là 180 độ. Và các bạn có thể mở máy bằng một tay được. Khả năng nâng cấp gần như là bằng không. RAM của máy thì được hàn vào trong bo mạch chủ, giống như chiếc X1 Carbon. Bàn di chuột thì hoạt động rất là tốt, các phím tích hợp sắc nét và cảm giác ấn khá là êm. Với sự điều khiển trực tiếp từ hệ điều hành thì các thao tác ở trên touchpad đều hoạt động mượt mà và cực kỳ chính xác. Khu vực bàn phím cũng được làm nhỏ đi so với những chiếc máy có màn hình to hơn như là X1 Carbon Gen 6. Các phím thì cũng được làm sát nhau hơn một chút và từng phím thì nó cũng bé hơn. Tuy nhiên, vẫn cho chúng ta cảm giác gõ cực kỳ tuyệt vời. Và theo như đánh giá của mình thì đây vẫn là chiếc máy mà có cái bàn phím tốt nhất ở trên thế giới hiện nay. Về độ ổn của máy, trong quá trình tải, thỉnh thoảng quạt tản nhiệt thì cũng có hoạt động. Còn thông thường, khi mà xử lý những cái tác vụ nhẹ thì quạt tản nhiệt của máy khá là im lặng. Máy có hỗ trợ cổng kết nối Thunderbolt 3 mới nhất, giúp cho chúng ta có thể gắn thêm eGPU nếu như chúng ta muốn cải thiện hiệu năng cho chiếc máy. Hoặc nếu không, các bạn có thể sử dụng cổng kết nối này với một cục sạc dự phòng là các bạn đã có thể kéo dài thời lượng pin tới 4 đến 5 giờ nữa rồi. Ta sẽ có một màn hình Full HD với cái tấm nền IPS cùng với lại cảm ứng, nhưng cái hay ở đây là nó không phải là màn gương mà là màn hình nhám chống lóa. Nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc ngoài trời với cường độ sáng cao mà vẫn có thể thấy được rõ hiển thị ở trên màn hình. Và cái màn nhám như thế này cho mình một cảm giác chạm để cảm ứng rất khác so với lại màn gương. Các thao tác trở nên chuẩn mực hơn và thực tế mình cũng thích cái màn hình cảm ứng kiểu như thế này hơn. Và hơn nữa, nó còn có chống bám vân tay, thế nên khi mà mình thao tác vào thì mình sẽ không phải vệ sinh liên tục màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về tại sao nên mua một chiếc máy nhỏ gọn như ThinkPad X280. Điểm đáng giá đầu tiên mà mình nghĩ rằng các bạn nên bỏ tiền ra mua một chiếc máy như thế này, đấy chính là về thời lượng pin. Theo như nhà sản xuất công bố thì nó có thể chạy được 16 tiếng, nhưng theo như thực tế mình trải nghiệm thì nó chỉ dao động từ 7 đến 10 tiếng, cũng là một cái thời lượng pin rất tốt đối với một chiếc Ultrabook như thế này rồi. Và nó sẽ rất hữu dụng đối với những người hay phải có những chuyến đi dài. Ví dụ chúng ta ngồi ở tàu xe hoặc ngồi ở máy bay mà vẫn phải giải quyết công việc, thì một cái thời lượng pin lớn sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề này. Hoặc các bạn là học sinh, sinh viên chẳng hạn, khi các bạn lên giảng đường thì không phải chỗ nào cũng có ổ cắm điện, thì cái thời lượng pin lớn như vậy sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và để có một thời lượng pin lớn như vậy thì chắc chắn chiếc máy nó sẽ phải hy sinh một số điểm như là sự sexy của máy cũng như là viền màn hình. Lý do thứ hai là về cân nặng. Nếu như bạn là người hiện đại, bạn thường xuyên di chuyển bằng những phương tiện công cộng như xe buýt hay thậm chí là đạp xe đi làm, thì việc chiếc máy chỉ có cân nặng là 1,1kg nó sẽ giúp ích cho các bạn hàng ngày rất nhiều. Lý do thứ ba, nhưng vẫn mạnh mẽ với con chip Intel thế hệ thứ 8, ổ cứng SSD, thì ta có thể hoàn thành cực kỳ tốt những công việc văn phòng và thậm chí các bạn có thể dựng phim trên chiếc máy này. Lý do cuối cùng là khả năng bảo mật dữ liệu cực kỳ tốt. Ngoài những cái tính năng bảo mật cao cấp nhất được trang bị ở trên chiếc máy này như là bảo mật gương mặt, bảo mật vân tay, thì chiếc máy có thể hoạt động ở trong những cái môi trường khắc nghiệt nhất như theo chuẩn quân đội Mỹ cấp cho chiếc máy này.
Và mình tin chắc rằng những cái dữ liệu, những cái mà các bạn sáng tạo ở trên chiếc máy này, nó sẽ không dễ dàng mất đi nếu như các bạn có nhỡ tay làm rơi nó. Vâng, với mức giá chỉ dưới 20 triệu đồng, các bạn đã có thể nhận được tất cả những cái gì tinh túy nhất đến từ ThinkPad, một chiếc máy nồi đồng cua đá, phải gọi là cực kỳ bền bỉ, một chiếc bàn phím không chê vào đâu được và những cái bảo mật tốt nhất hiện nay. Nhưng các bạn sẽ phải đánh đổi sự sexy của chiếc máy, nó sẽ không bằng những chiếc Ultrabook khác ở trên thị trường. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng nếu như các bạn là fan của ThinkPad thì các bạn cũng sẽ dễ dàng chấp nhận nó mà thôi. Và nếu như các bạn muốn sở hữu, muốn trải nghiệm chiếc máy này thì hãy liên hệ với bên mình ở đường link dưới phần mô tả. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.